xin chào quý vị. Lý Hương đã có mặt tại số mấy đây nhỉ? Số 22A Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1 ha. Hôm nay thì xin mời cả nhà vô ăn món ăn Huế ở quán O Xuân. Đây là một cái quán mà được khán giả giới thiệu cho Lý Hương. Bây giờ hôm nay thì Lý Hương đến ăn thử xem bún bò Huế ở đây như thế nào. Nghe O thì có vẻ là giống như là người Huế này ha. Anh đang nướng. Wow, quán rất là đông ha. Làm cho em một bún bò Huế. Bàn này trống. Quán khá là đông ha quý vị. Ngày đây thì có một cái bức tranh về chiếc cầu ở Huế luôn nè. Đây là menu đây quý vị ơi. Ở đây thì có bánh canh cua năm cổ ha, 30.000 thôi. Bánh canh sườn, sườn chả. Ở đây là bánh nậm, bánh bèo, rất là nhiều loại bánh của Huế ha. Giá thì tầm khoảng là 35-39-20.000 thôi. Trụng rau cho mình luôn ạ. Ở bên đây là phần bún bò đây quý vị. Ở đây thì có bún bò đầy đủ, có giò, không giò nè, bò không và bò chả ha. Bún cua, bún mắm miền Tây, Lý Hương chọn cái phần này. Tô đầy đủ luôn, 45.000 ha. Nè, thức uống. Bên đây là thức uống. Wow, nhìn cái này ngon quá. Đây cả nhà ơi, tô bún bò 45.000 O Xuân đây. Ồ, có huyết nè, có chả nè, chả tôm, giò nè, nạm nè. Ồ, nhìn khá là ngon ha, khá là thơm đấy. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà ăn nha. Về phần nêm nếm á, thì ở bên đây là có cái hũ này là hũ mắm nè, nước mắm nè cả nhà. Mắm tôm á. Ở bên đây thì có chanh tươi, ớt sa tới với lại ớt tươi làm giấm ha. Rồi bây giờ thì Lê Hương sẽ thử ít nước xem coi nó như thế nào ha. Đây. Wow, nước khá là ngọt. Cái này Lê Hương sẽ thêm một ít mắm này nữa cho nó dậy mùi. Rồi dắt thêm một vắt chanh và cho thêm ớt này vô nữa. Dắt thêm một vắt chanh. Rồi xin mời cả nhà ăn bún bò nha. Sau khi bỏ rau vô, Lý Hương thấy là nó còn hơi chua cay lắm. Lý Hương sẽ chơi một ít ớt vô nữa. Đúng chất Huế luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá mà đi ăn có một mình thôi. Đông lắm. Quán khá là đông ha. Tới đây cực cay luôn. Cái hũ này cực cay luôn cả nhà.
chả thì giòn ha, giòn và dai nè. Chị, cái phần này là chả gì vậy chị? Chả cua. Chả cua. Đây là phần chả cua quý vị. Quán mình được bao lâu rồi không? Quán mình á, mười mấy năm, 40 năm. Quán được 40 năm rồi. Miếng nạm này cả nhà. Cái phần nạm á thì thịt nó mềm, còn cái phần gân nó không có bị dai ha, nó nghe giòn giòn. Còn đây là phần thịt thỏ tái nè. Tới này khá là cay, rất là thích hợp cho những ai mà thèm cay ha. Đây nguyên một cái khúc giò luôn. Nhiều người thì không ăn được huyết ha, để hưởng thử cái huyết này coi. Wow, huyết khá là thơm và đặc ha, nó không có lỏng. Nói chung là rất là ngon.